kết thúc bằng một cú dứt điểm táo bạo đến từ số 10. Đó là lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội trong ngày hôm nay. Sau chiến thắng ấy thì ông cũng đã khẳng định là đội bóng của ông còn rất nhiều việc phải làm. Henrio không vào. Lời chào mang theo sức nặng đến từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã được gửi đi với cái chân trái của Henrio. Đó là một pha phối hợp giữa Văn Toàn và Henrio, kết thúc bằng một cú dứt điểm táo bạo đến từ số 10. Đó là lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội trong ngày hôm nay. Nếu như họ không ngăn chặn được những mũi nhọn bên phía đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định thì chắc chắn hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Thấp hơn một chút thôi thì hoàn toàn có thể sẽ là bàn thắng phá vỡ thế cân bằng ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Hà Nội FC sẽ phải rất thận trọng khi mà Thép Xanh Nam Định đã có những tín hiệu về việc sẽ chơi với một cường độ cao. Đó là một nỗ lực ngăn chặn của Brandon Wilson, người đang đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Bộ đôi trung vệ ở phía sau của Brandon Wilson vẫn sẽ là Duy Mạnh và Thành Trung. Ngày hôm qua thì anh đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 25 của mình. Và đây là một trận đấu mà Văn Xuân sẽ cố gắng có được một món quà sinh nhật. Đường chuyền tốt, cơ hội cho Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên thì Lý Công Hoàng Anh đã không thể khống chế thành công. Bây giờ là Văn Toàn, chuyền bóng, dứt điểm. Một cú đá lên trời trong sự tiếc nuối của cổ động viên Thành Nam đến từ Rafaelson. Trước đó là pha khống chế không thực sự thành công của Lý Công Hoàng Anh, nhưng bóng vẫn đến chân của các cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Và chúng ta thấy Rafaelson hơi vội vàng và có vẻ như mặt sân đã không như ý muốn. Hai trận đấu liên tiếp, Văn Toàn là người trao cơ hội cho Rafaelson với những tình huống chống trải. Và đáng tiếc với tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vào lúc này, anh đều đã không thể tận dụng. Nếu như tại Quy Nhơn, Rafaelson có thể tận dụng tốt cơ hội mà Văn Toàn đã trao cho anh thì tỷ số có lẽ là 2-0 rồi. Và rất khó cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có thể tạo ra được cơ hội lội ngược dòng. Ở mùa giải năm nay thì chúng ta có thể thấy Thép Xanh Nam Định đã thi đấu đa dạng hơn rất nhiều. Vừa rồi là những tình huống tấn công ở khu vực trung lộ. Tạt bóng vào, đánh đầu. Các cầu thủ áo trắng cho rằng bóng đã chạm vào tay của Xuân Mạnh. Đây là một trận đấu có sử dụng công nghệ VAR. Nếu như có vấn đề thì trọng tài Hoàng Thanh Bình sẽ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn của các trọng tài như ông Trần Ngọc Nhớ và ông Dương Hữu Phúc. Và lúc này thì trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Chúng ta chờ một góc máy quay chậm để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Văn Đạt là người đã cố gắng đánh đầu vào bóng, chỉ chạm vào ngực của Xuân Mạnh. Bóng đã chạm ngực của Xuân Mạnh, không phải là tay. Và chúng ta có thể tình huống quay chậm vừa rồi rất rõ ràng. Trong những phút vừa qua thì các cầu thủ Thép Xanh Nam Định họ tấn công tốt bên phía hành lang cánh phải, nơi góp mặt của Văn Toàn và Henrio. Họ đang khoét sâu vào hành lang cánh trái của câu lạc bộ Hà Nội.